Thưa quý vị, theo văn phòng trợ lý Ngoại trưởng Triều Tiên, Bình Nhưỡng sẽ nhiệt liệt chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Triều Tiên như là chào đón người bạn thân thiết nhất của nhân dân Triều Tiên với tình cảm chân thành sâu sắc nhất. Và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảm ơn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vì lời mời tới thăm và bày tỏ sẵn sàng là sớm thực hiện chuyến thăm lịch sử này. Và đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu nước Nga đến Triều Tiên trong hơn 2 thập niên qua và thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế xoay quanh nhiều câu hỏi cần được giải đáp như là thực trạng và tương lai quan hệ Nga-Triều Tiên như thế nào. Vì sao Bình Nhưỡng mong muốn mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thăm vào thời điểm này? Quan hệ Nga-Triều Tiên có tác động ra sao tới tình hình chính trị an ninh khu vực Đông Bắc Á? Và chương trình Bàn tròn Thế sự hôm nay thì Đại tá Lê Thế Mẫu, Nguyên trưởng phòng Thông tin Khoa học Quân sự, Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng sẽ phân tích, bình luận về vấn đề này. Và trước hết xin được cảm ơn Đại tá Lê Thế Mẫu đã nhận lời tham gia chương trình Bàn tròn Thế sự của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Xin kính chúc các khán giả của Đài Truyền hình Nghệ An năm mới tràn đầy sức khỏe, an khang thịnh vượng và thành công trong công tác cũng như hạnh phúc trong cuộc sống. Vâng, thưa Đại tá, trong lời mời lãnh đạo Nga thăm Triều Tiên thì ông Kim Jong Un coi Tổng thống Nga Vladimir Putin là người bạn thân thiết nhất của nhân dân Triều Tiên. Vậy thì Đại tá có bình luận gì về đánh giá này của ông Kim Jong Un ạ? Cái đánh giá này của nhà lãnh đạo Triều Tiên về Tổng thống Nga Putin thì nó hoàn toàn không cường điệu chút nào. Tổng thống Nga Putin có thể nói rằng là người bạn thân thiết nhất đối với nhân dân Triều Tiên. Như chúng ta biết rằng là Triều Tiên với nước Nga ấy, thì được kế thừa cái vị thế quan hệ giữa Liên Xô trước đây với Cộng nhân Triều Tiên. Thế thì Liên Xô trước đây với Triều Tiên đã từng ký hiệp ước hữu nghị hợp tác và láng giềng thân thiện năm 1961. Nhưng kể từ đó cho đến khi Liên Xô sụp đổ thì chưa có một nhà lãnh đạo tối cao nào của Liên Xô tới thăm Triều Tiên. Cho nên là cái chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Nga Putin đến Triều Tiên năm 2000 thì có thể là nhà lãnh đạo tiên của nước Nga cũng như thực tại Liên Xô đến thăm Triều Tiên, đặt nền tảng chính trị pháp lý cho quan hệ giữa Nga và Triều Tiên trong kỷ nguyên hậu chiến tranh lạnh. Trong chuyến thăm này thì Tổng thống Nga Putin thông báo là Quốc hội Nga vừa thông qua kỳ hiệp ước hữu nghị láng giềng thân thiện hợp tác với Triều Tiên. Có thể nói rằng đây là một cơ sở pháp lý rất là quan trọng để thiết lập, củng cố và tăng cường quan hệ giữa Liên bang Nga với Triều Tiên. Và sau này thì chúng ta biết rằng là Triều Tiên thì có một cái chương trình phát triển về công nghệ hạt nhân, thậm chí là phát triển vũ khí hạt nhân. Thế thì cả Nga và Trung Quốc và Mỹ và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì thông qua nghị quyết, tức là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Và Nga cũng ủng hộ cái việc là không phổ biến chương trình và vũ khí hạt nhân. Thế nhưng mà quan điểm của Nga thì rất là công tâm. Quan điểm của Tổng thống Putin là gì? Tức là để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên ấy, thì phải tiến hành theo nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn như vậy ấy, thì Triều Tiên thì dỡ bỏ một phần cái chương trình hạt nhân của mình, và đáp lại thì Mỹ phải dỡ bỏ cái biện pháp cấm vận đối với Triều Tiên một cách có kiểm chứng, và từng bước từng giai đoạn như vậy thì tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trong đó thì quan điểm của Mỹ là yêu cầu Triều Tiên là phải dỡ bỏ hoàn toàn, hủy bỏ hoàn toàn chương trình vũ khí hạt nhân của họ một cách có kiểm chứng, và chỉ sau đó thì Mỹ mới có thể dỡ bỏ cấm vận. Về quan điểm này của Mỹ và của Nga hoàn toàn trái ngược nhau. Và quan điểm của Nga thì nhận được sự ủng hộ rất là nhiệt tình của Triều Tiên. Cho nên sau này vì Mỹ vẫn luôn luôn theo đuổi cái chủ trương là thay đổi chế độ chính trị của Triều Tiên, thậm chí là chuẩn bị một cuộc chiến tranh xâm lược Triều Tiên. Cho nên là Triều Tiên buộc phải phát triển vũ khí hạt nhân làm phương tiện để răn đe. Cho nên Tổng thống Nga Putin đã từng tuyên bố rằng là nếu Mỹ vẫn tiếp tục theo đuổi chủ trương thay đổi chế độ chính trị, thậm chí là phát động chiến tranh nhằm vào Triều Tiên, thì người dân Triều Tiên thán cỏ, người ta cũng không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân. Như vậy là cái quan điểm của Tổng thống Putin là cái việc an ninh của Triều Tiên là phải được đảm bảo tương xứng và có kiểm soát. Và về sau này thì có thể nói rằng là cái quan hệ giữa Nga và Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin thì đã phát triển hợp tác đến mức toàn diện. Và Tổng thống Nga Putin tuyên bố rất nhiều lần là tôn trọng cái con đường sự lựa chọn mô hình phát triển của Triều Tiên
và tôn trọng cái lợi ích chính đáng của Triều Tiên, thể chế chính trị của Triều Tiên và kiên quyết phản đối sự can thiệp từ bên ngoài. Cho nên có thể nói rằng là không cường điều một chút nào thì Tổng thống Nga Putin có thể là đồng minh có thể là rất là quan trọng đối với Triều Tiên. Và hiện nay chúng ta biết rằng là cả Nga và Triều Tiên ấy, thì đều bị Mỹ coi là kẻ thù của nước Mỹ. Như vậy là cả hai bên đều đứng trước chung một nguy cơ từ Mỹ và phương Tây. Cho nên trong bối cảnh như vậy thì cái mối quan hệ, cái chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin đến Triều Tiên lần này là có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Vâng, và theo đại tá thì thực trạng và tương lai quan hệ Nga-Triều Tiên có phản ánh nhận định của nhà lãnh đạo Kim Jong Un về Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không ạ? Cái thực trạng quan hệ giữa Nga và Triều Tiên hiện nay thì nó phản ánh đúng cái nhận định của đánh giá của nhà lãnh đạo Triều Tiên về Tổng thống Nga Putin. Thế thì chúng tôi biết rằng là trước đây ấy, thì Liên Xô đã từng hợp tác một cách toàn diện đối với Triều Tiên và ký kết vào năm 1961. Và kể từ đó thì Liên Xô gần như viện trợ một cách không hoàn lại để xây dựng cơ sở hạ tầng công nghiệp, kể cả công nghiệp quốc phòng của Triều Tiên. Nhưng mà đến khi Liên Xô sụp đổ thì cái sự giúp đỡ này gần như là con số 0, không còn nữa. Và đến năm 2000 khi Tổng thống Nga Putin lên cầm quyền thì bắt đầu nối lại cái sự hợp tác giữa Nga với Triều Tiên bằng việc là như chúng ta nói trên ấy, từ năm 2000 thì Quốc hội Nga đã phê chuẩn cái hiệp ước hữu nghị hợp tác giữa Liên bang Nga với Triều Tiên. Thế nên đến thời điểm này thì cái hợp tác giữa hai bên nó diễn ra trên rất nhiều hướng. Hướng thứ nhất là về kinh tế, cái việc khai thác các cái tài nguyên thiên nhiên như là than đá, vàng bạc, nguyên tố hiếm để phục vụ cho công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước Triều Tiên. Và Triều Tiên thì cũng ủng hộ Nga rất nhiều trong các việc, đặc biệt là ủng hộ Nga trong nhân lực để khai thác xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Biển Đông của Nga. Về thể thao du lịch, về văn hóa thì có thể là hai nước có mối quan hệ rất là gắn bó, rất có hiệu quả trong lĩnh vực này. Hiện nay thì Nga vẫn cung cấp rất nhiều các cái học bổng cho sinh viên Triều Tiên học tập tại Nga và đào tạo chuyên gia cho Triều Tiên. Thứ ba là kỳ hợp tác về lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Chúng tôi biết rằng là nên nước Nga kế thừa vị trí của Liên Xô hiện nay thì vẫn là một cường quốc về khoa học kỹ thuật. Cho nên là hai bên vẫn có cái sự hợp tác rất là có hiệu quả. Ở trường tiếp theo tức là hợp tác kỹ thuật quân sự. Có thể nói rằng là Nga và Triều Tiên vẫn tiếp tục hợp tác kỹ thuật quân sự và ký những hiệp ước, ký những hiệp đồng hợp tác mà không vi phạm các cái nghị quyết của đồng bán Liên Hợp Quốc về cấm vận đối với Triều Tiên. Thế còn một cái về mặt đối ngoại thì có thể là hai nước hợp tác rất là chặt chẽ và có hiệu quả. Về phía Nga thì Nga luôn luôn ủng hộ cái con đường phát triển, nhân dân ủng hộ Triều Tiên trong việc lựa chọn con đường phát triển của mình và kiên quyết phản đối sự can thiệp của bất kỳ quốc gia nào vào công việc chính trị nội bộ của Triều Tiên. Còn Triều Tiên thì rất ủng hộ Nga trong rất nhiều vấn đề. Mà đặc biệt chúng đáng lưu ý tức là sau khi mà Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 thì nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố rằng là cái việc mà Nga sáp nhập bán đảo Crimea là hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế, bởi vì nó dựa trên kết quả cuộc trưng cầu ý dân. Và thứ hai là Triều Tiên một trong số rất ít nước trên thế giới là công nhận nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Dân chủ Luhansk sau khi mà tuyên bố ly khai khỏi Ukraine. Đây có thể nói rằng là cái sự ủng hộ đấy là ủng hộ về mặt ngoại giao rất của Triều Tiên đối với nước Nga. Và kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine thì Triều Tiên kiên quyết ủng hộ cái hành động chính đáng này, cho rằng cái hành động này của Nga là hoạt động chính đáng, là bảo vệ an ninh và chủ quyền của nước Nga. Và nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố rằng là tin tưởng rằng là Nga sẽ giành chiến thắng trong cái cuộc trong chiến dịch quân sự đặc biệt này, bởi vì đấy là xuất phát từ lợi ích an ninh quốc gia của nước Nga. Và Triều Tiên liên tục phản đối tất cả các nghị quyết của Liên Hợp Quốc là phản đối Nga, phản đối hành động của Nga ở Ukraine. Cho nên có thể nói rằng là cái mối quan hệ hợp tác giữa Triều Tiên và Nga là mối quan hệ hợp tác toàn diện trong rất nhiều lĩnh vực. Và có thể thấy là sự hợp tác giữa Nga và Triều Tiên là một yếu tố mới mà Mỹ và Hàn Quốc thì trước đây chưa lường đến. Và dư luận cho rằng Triều Tiên thì cung cấp vũ khí cho quân đội Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Và ngược lại thì Nga viện trợ công nghệ
của mình cho các chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng. Vậy thì đại tá đánh giá như thế nào về đồn đoán này ạ? Thứ nhất là nói về cái vấn đề Triều Tiên xuất khẩu vũ khí sang cho Nga. Thế thì ở đây xin nói là tại diễn đàn Liên Hợp Quốc cũng như rất nhiều diễn đàn khác thì Mỹ và cả phương Tây là cáo buộc là Triều Tiên là vi phạm nghị quyết của Đồng bào Liên Hợp Quốc là chuyển giao vũ khí, trước hết là đạn dược, pháo binh cho Nga. Nhưng mà phía Nga đã hoàn toàn bác bỏ cái cáo buộc này, bởi vì là Mỹ thì đưa ra cái cáo buộc như vậy nhưng mà không đưa ra bất kỳ một cái bằng chứng nào để xác nhận rằng là Triều Tiên là chuyển giao vũ khí cho Nga. Không có một bằng chứng nào cả. Cho nên là phía rằng là tất cả những cáo buộc đó là vô căn cứ. Nhưng mà vì sao Mỹ và phương Tây lại cáo buộc Triều Tiên chuyển giao vũ khí cho Nga vào thời điểm này? Bởi vì hiện nay chúng ta biết rằng là Mỹ phương Tây là ra sức lôi kéo nhiều nước khác viện trợ vũ khí cho Ukraine. Trong đó Mỹ gây sức ép đối với Hàn Quốc để buộc Hàn Quốc cũng phải tham gia vào cái việc là chuyển giao vũ khí, viện trợ vũ khí trang bị cho Ukraine. Cái việc mà Mỹ đưa ra cáo buộc này là nhằm gây sức ép, nhằm thuyết phục Hàn Quốc là tham gia vào cái việc viện trợ vũ khí cho Ukraine. Đấy, mục tiêu số 1 của Mỹ là như vậy. Chứ còn trên thực tế thì chưa có một cái bằng chứng nào của phương Tây Mỹ đưa ra là khẳng định rằng là Triều Tiên đã chuyển giao vũ khí cho Nga. Nhưng mà cái việc chuyển giao này thì nó có một cơ sở thế này. Có một cơ sở, chúng ta biết rằng tuyệt đại đa số công nghệ chế tạo vũ khí, bộ binh cũng như tên lửa không quân của Triều Tiên thì nhận được sự chuyển giao công nghệ trước đây của Liên Xô. Tôi lấy thí dụ như pháo 155 ly chẳng hạn, đấy là hoàn toàn công nghệ của Liên Xô. Cho nên họ nói trên cơ sở họ dựa một cái câu chuyện tức là cái công nghệ chế tạo vũ khí của Triều Tiên hoàn toàn phù hợp với cái công nghệ vũ khí của nước Nga. Cho nên là họ cũng dựa vào một câu chuyện như vậy, nhưng mà trên thực tế thì chẳng có bằng chứng nào như vậy cả. Thì chúng ta biết rằng là Nga và Triều Tiên đã khẳng định là Nga và Triều Tiên sẵn sàng ký những hợp đồng về hợp tác kỹ thuật quân sự nhưng không vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cấm vận Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Nhưng mà hợp đồng này như thế nào, công nghệ gì thì chúng ta không biết được. Nhưng mà chắc chắn là có sự chuyển giao. Còn cái việc mà Triều Tiên phát triển vũ khí tên lửa đạn đạo hay là công nghệ hạt nhân thì tôi nghĩ rằng đây là sự tự lực tự cường của Triều Tiên trên cơ sở đã từng tiếp thu các cái công nghệ của Liên Xô, thậm chí cả của Trung Quốc chuyển giao trước đây trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Vâng, và vừa qua thì Triều Tiên tuyên bố là đã thử nghiệm một hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước do họ tự phát triển để đáp trả cuộc tập trận chung mới nhất giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Vậy thì đại tá có thể phân tích lý do vì sao là Triều Tiên lại phô diễn vũ khí hạt nhân dưới nước như vậy ạ? Như chúng ta biết rằng là vừa rồi thì Triều Tiên đã chính thức tuyên bố là họ đã thử nghiệm tên lửa phóng từ dưới biển. Và cụ thể tức là thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân, phóng tên lửa đường đạn và tên lửa hành trình từ biển. Thì ở đây thì Triều Tiên thực hiện cái câu chuyện này gồm có hai mục đích. Mục đích thứ nhất, chúng ta biết rằng là Triều Tiên đã ghi vào hiến pháp của họ, tức là Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân, là một cường quốc hạt nhân. Nhưng là cái việc mà phi hạt nhân hóa Triều Tiên hiện nay là gần như vô vọng, vì Triều Tiên đã khẳng định và ghi vào hiến pháp họ là một cường quốc hạt nhân. Thế thì một cường quốc hạt nhân thì gồm có ba cái yếu tố, ta gọi là bộ ba hạt nhân ấy. Từ Mỹ này, rồi thì Liên Xô, rồi trước đây và Nga hay là Ấn Độ hay là Trung Quốc, thì với một cường quốc hạt nhân là phải có bộ ba hạt nhân chiến lược. Thứ nhất, đường đạn tên lửa hạt nhân xuyên lục địa, thì cái này Triều Tiên đã thử nghiệm rất thành công rồi. Thứ hai là Triều Tiên phát triển máy bay ném bom chiến lược. Thế thì Triều Tiên từng sở hữu rất nhiều các loại máy bay của Liên Xô mà có khả năng ném bom chiến lược tầm xa. Thế như vậy có thể rất có khả năng là Triều Tiên cũng có thể phát triển được cái công nghệ này để thích ứng với cái việc mang các loại vũ khí hạt nhân hiện nay của Triều Tiên. Yếu tố thứ ba là vũ khí hạt nhân trên biển, tàu ngầm hạt nhân chiến lược. Thế thì hiện nay là cái việc thử nghiệm vừa rồi của Triều Tiên ấy, chính là để hoàn chỉnh cái yếu tố thứ ba trong cái bộ ba hạt nhân chiến lược của Triều Tiên. Đây là cái rất rõ ràng. Cho nên là cái việc mà Triều Tiên thử nghiệm
Tàu ngầm hạt nhân phóng tên lửa đường đạn, tên lửa hành trình chính là để răn đe Hàn Quốc, là Hàn Quốc không được xâm phạm cái vùng lãnh hải được xác định bởi đường ranh giới trên biển phía Bắc mà Triều Tiên đã xác định từ năm 1999. Một trong những điểm nóng căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc diễn ra xung quanh đường giới hạn phía Bắc, hay còn gọi là đường biên giới trên biển liên triều trên thực tế. Và nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố là không công nhận đường giới hạn phía Bắc. Và tại sao lại như vậy, và khu vực này mang ý nghĩa gì, thưa đại tá? Trước hết xin nói là hiệp định đình chiến giữa hai miền Triều Tiên thì ký năm 1953, và cho đến thời điểm này thì chiến tranh Triều Tiên trên thực tế là chưa kết thúc, mà chỉ là hiệp định đình chiến giữa hai miền Triều Tiên thôi. Thì trong hiệp định đình chiến ký năm 1953 chỉ quy định, chúng ta biết rằng Triều Tiên và Hàn Quốc bây giờ là hai quốc gia, thì phải xác định biên giới ở trên đất liền và trên biển. Thế thì hiệp định đình chiến năm 1953 chỉ quy định đường biên giới trên đất liền rất rõ ràng ở vị tuyến 38. Với cái đường biên giới này thì hai bên có một khu vực phi quân sự rất rõ ràng. Chứ còn kỳ hiệp định đình chiến lại không xác định cái biên giới trên biển giữa hai miền Triều Tiên, mà chỉ có Bộ Tư lệnh của Liên Hợp Quốc, Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc là đơn phương xác định cái đường biên giới trên biển giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Thế thì đường biên giới này nó bất hợp lý ở chỗ, tức là có bốn hòn đảo nằm trên biển Hoàng Hải, lại nằm ở phía nam cái đường ranh giới phía Bắc, đường ranh giới mà do Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc xác định. Mà Triều Tiên cho rằng là cái việc xác định như vậy là hoàn toàn bất hợp lý và không công bằng, cho nên Triều Tiên phản đối cái việc Bộ Tư lệnh của Liên Hợp Quốc là xác định cái đường biên giới trên biển giữa hai miền Triều Tiên. Cho nên đến năm 1999 thì Triều Tiên xác định cái đường ranh giới trên biển phía Bắc nó kéo dài xuống phía Nam, phía Hàn Quốc, và với cái đường phân định này của Triều Tiên ấy, thì bốn cái hòn đảo một trước đây thuộc lãnh hải của Hàn Quốc thì bây giờ lại thuộc lãnh hải của Triều Tiên. Cho nên hai bên tranh cãi nhau rất là quyết liệt, bởi vì liên quan đến cái lịch trên biển rất là quan trọng. Đấy là bốn hòn đảo. Và còn cảng nước sâu, cảng nước sâu. Mà cảng nước sâu này theo cái phân định của Liên Hợp Quốc, của Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc, thì nó thuộc là chủ quyền của Hàn Quốc, và Triều Tiên kiên quyết phản đối. Như vậy là cái đường ranh giới phía Bắc hiện nay là chưa được xác định một cách rõ ràng, mà tranh cãi giữa hai miền Triều Tiên. Và không phải là do được không phải được xác định bởi hiệp định đình chiến năm 1953. Đấy, cho nên là có thể nói rằng là hiện nay cái căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên còn liên quan đến câu chuyện, tức là tranh chấp lãnh hải liên quan đến đường phân định biên giới phía Bắc. Chính vì vậy cho nên là cái việc mà Triều Tiên phát triển hải quân, thử nghiệm tàu ngầm và phóng tên lửa hành trình, tàu ngầm hạt nhân, chính là để mục đích là bảo vệ cái lãnh hải của mình được xác định bởi cái đường biên giới phân định biên giới phía Bắc. Vậy thì theo đại tá thì việc Nga và Triều Tiên tăng cường quan hệ đối tác chiến lược sẽ có tác động như thế nào tới tình hình chính trị, quân sự và an ninh ở khu vực Đông Bắc Á? Để thấy được cái tác động của cái mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên trong buổi ngày nay ấy, thì chúng ta phải nhìn thấy được cái tình hình của Đông Bắc Á và tình hình của nói chung hiện nay là cái gì. Chúng ta biết rằng là năm 2023 thì lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ và Hàn Quốc và Nhật Bản là thiết lập liên minh ba bên. Tất nhiên Hàn Quốc với Nhật Bản là đồng minh của Mỹ, nhưng mà chưa bao giờ Mỹ và Nhật Bản, Hàn Quốc được tổ chức một cái liên minh ba bên như vậy rất là chặt chẽ. Thì đấy là cái mối đe dọa thực sự đối với Triều Tiên. Cái thứ hai á, là nhìn rộng hơn khu vực châu Á Thái Bình Dương á, hay là khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương á, thì hiện nay là Mỹ đang ra sức thiết lập các cái liên minh quân sự, các liên minh quân sự, và để làm cơ sở nền tảng cho cái việc mở rộng ảnh hưởng, mở rộng phạm vi tác động của với NATO từ châu Âu sang khu vực châu Á Thái Bình Dương. Trước hết là chúng ta thấy rằng là Mỹ và Anh và Úc đã ký một cái thỏa thuận ba bên, hiệp định ba bên gọi là hiệp định AUKUS. Thứ hai là Mỹ ký tam giác chiến lược giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Như vậy là đây là cơ sở nền tảng để cho Mỹ bắt đầu mở rộng ảnh hưởng và kéo dài cái NATO từ châu Âu sang châu Á Thái Bình Dương. Nếu NATO ở châu Âu thì nhằm bao vây Nga, thế thì NATO ở châu Á Thái Bình Dương nhằm mục đích là không chỉ là kiềm chế Nga mà là kiềm chế thực hiện là Trung Quốc và Triều Tiên. Như vậy hình thành nên một cái mối quan hệ rất là rõ ràng
của Mỹ ở khu vực châu Á Thái Bình Dương và Đông Bắc Á để kiềm chế Trung Quốc. Thì trong đó tất nhiên có cả chuyện kiềm chế của Nga, bởi vì Nga, chúng ta biết rằng Nga lãnh thổ Nga là khu vực Viễn Đông rất là rộng lớn và Nga có lấy rất là then chốt ở khu vực Viễn Đông. Cho nên là đương nhiên trong điều kiện hiện nay thì Triều Tiên và Nga phải tăng cường một quan hệ đối tác toàn diện, chiến lược toàn diện. Thứ hai là Nga phát triển một mối quan hệ đối tác không giới hạn đối với Trung Quốc. Như vậy là tự nhiên hình thành nên một cái tam giác quan hệ rất là chặt chẽ giữa Nga, Trung Quốc và Triều Tiên nhằm đối phó với những cái nguy cơ và thách thức từ cái việc Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước NATO đang tăng cường ảnh hưởng ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Cho nên là có thể nói rằng là cái việc mà Nga với Triều Tiên tăng cường mối quan hệ trong thời điểm này là nhằm ứng phó, nhằm đáp trả cái nguy cơ về an ninh từ phía Mỹ và NATO đang mở rộng ảnh hưởng sang khu vực châu Á Thái Bình Dương, trong đó có cả khu vực Đông Bắc Á. Cho nên cái tác động này của Nga, hợp tác giữa Nga và Triều Tiên có tác động cân bằng cái quan hệ chiến lược giữa hai bên ở khu vực này. Vâng ạ, thưa quý vị, Nga và Triều Tiên đang tăng cường hợp tác ngày càng chặt chẽ về mọi mặt, quân sự, ngoại giao, an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội, trong bối cảnh cả hai quốc gia đều đang phải đối mặt với sức ép bao vây cấm vận của phương Tây. Và sự hợp tác này thì không chỉ mang lại lợi ích cho Nga và Triều Tiên, mà còn tác động tới tình hình chính trị, quân sự và an ninh trong khu vực Đông Bắc Á nói riêng và thế giới nói chung. Và đến đây thì chương trình Bàn tròn thế sự cũng xin được tạm dừng. Và trân trọng cảm ơn Đại tá Lê Thế Mẫu với những phân tích và bình luận sâu sắc vừa rồi. Và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website truyền hình Nghệ An .vn, trên fanpage Truyền hình Nghệ An, Nghệ An TV hoặc kênh YouTube Nghệ An TV. Còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại.